cho các bạn đến channel của mình nha. Thì có một tin rất là vui, đó là từ 1 tháng 2 là Short sẽ cho bật kiếm tiền trên tất cả các video của mình các bạn ạ. Dù các bạn không bật Short sẽ YouTube nó họ sẽ bật tự động cho các bạn. Và họ sẽ đưa ra ba mức màu xanh ấy, màu xanh, màu vàng, màu đỏ nha các bạn nhá. Màu xanh là kênh của các bạn được hiển thị quảng cáo đầy đủ. Màu vàng là tức là nó bị hạn chế, nó sẽ bị phân phối quảng cáo đi, giả dụ như các bạn sẽ bị tụt 50% quảng cáo. Màu đỏ thì là hạn chế rồi. Màu đỏ thì họ sẽ hạn chế ở các clip mà cảm thấy nguy hại cho người dùng các bạn, hoặc là nó hơi không được an toàn. Thì 2023 này thì có một cái thay đổi nữa rất là hay. Đây là mình vào kênh này. Đây nha các bạn nha. Họ sẽ cho là có các hội viên này mà tạo câu lạc bộ cho người hâm mộ này, gồm các hội viên trả phí hàng tháng để tận hưởng đặc quyền nhá. Có super là tương tác với người hâm mộ ủng hộ qua dịch vụ mua một lần nhá, đầy tính năng. Cái này là mình có thể đôn tiền cho idol ấy các bạn ạ, hoặc là một kênh mà mình thích. Ngoài mua sắm này là một tiện ích rất là giống như của TikTok các bạn ạ, là họ cho phép mình trưng bày sản phẩm trong cửa hàng chính của bạn lên toàn bộ kênh YouTube, là các bạn có thể được bán như là quần áo, mỹ phẩm, các bạn có thể đưa lên gian hàng của mình các bạn nhé. Cái này rất là tiện này. Ngoài ra thì các bạn vẫn phải chấp nhận hai yêu cầu là đủ 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem. Nhưng năm 2023 này thì họ sẽ thêm một tính năng nữa là Short của các bạn sẽ đạt 10 triệu lượt xem trong vòng 90 ngày. Nếu trong vòng 90 ngày các bạn đủ chỉ tiêu 10 triệu lượt xem và 1.000 người đăng ký là các bạn được bật kiếm tiền và bỏ qua bước 4.000 giờ các bạn ạ. Thì cái họ thêm một cái 10 triệu view này thì nói là khó thì cũng rất là khó, nhưng mà nếu mà những người mà content chân chính ấy mà họ chăm chỉ ra đều video là mình nghĩ là cũng nhanh thôi các bạn ạ. Thì mình sẽ tiết kiệm được cái 4.000 giờ kia. Nếu mà các bạn mà làm, nếu mà để một kênh tự nhiên nhá thì rất là khó, có thể 6 tháng đến 1 năm có khi còn chưa được một kiếm tiền nữa các bạn ạ. Trước mình đã có một kênh tự nhiên như thế, mình làm rất là lâu, phải hơn 1 năm mới được bật kiếm tiền á. Vì 4.000 giờ này rất là khắt khe các bạn ạ. Họ xem xét trên từng video nữa, họ nói chung là phải đáp ứng đủ. Chúc các bạn sẽ thành công hơn và kiếm thật nhiều tiền từ thứ tư các bạn nha. Chúc các bạn thành công.